sao mà nó đặt tay lên chán. Nó đừng quay nó làm gì đó. Nó có tí mà. Hết luôn hả? Một tôi hết luôn. Quay hết này. Hết nha. Hết nha. Hết nha. Hết luôn. Hai chị em mình. À hết đi. Cái này đông hơn, đàn ông hơn. Quá ngon. Coi như là có đúng không anh? Đi tàu mà đi hoa. Ôi anh bạn về rồi này, đi nhanh không? Ôi nói biết ở làng Phú Quang nhỉ? Xuân Quang anh ơi, đang ở đây quá. Đang ở Xuân Quang nhỉ? Quần hiếp thôi. Cái mắm này đi. Gửi đây cho bác Nga này. Bác Nga làm ý kiến đây, bác Nga. Bác Nga, láo nhào.